Bây giờ chúng ta sẽ đánh 7 cá diêu hồng. Trọng lượng ở đây là 5 kg. Chúng ta cho cá vào máy. Đối với cá diêu hồng thì chúng ta sẽ cài thời gian lên là 60 giây và nhấn công tắc để cho máy chạy. Cá vẫn đang còn sống và hết sạch vảy nhớt từ hai bên và các kẽ vây, kể cả trên đầu cá rất là khó đánh, cũng đều đánh được sạch hết ha. Một mẻ cá sẽ đánh được từ 10 đến 15 kg nha các bạn. Hôm nay chúng ta test thì test 5 kg.